Tâm à, nàng có tin vào số phận không? Thái tử có tin không? Ta tin chứ. Vậy mà ta phải lâm vào hoàn cảnh như vậy. Thời khắc ô tôi sắp tới rồi, dân chúng phải chịu canh lâm thang. Thiếp chỉ cần giữ đúng một lời hứa, chàng phải giữ cả một giang sơn. Nhê đúng lúc lắm.